cảm ơn tạo hóa đã mang đến hành tinh này những khu rừng, nơi ẩn chứa nhiều kiệt tác cũng như sự kỳ thú mà con người chưa thể khám phá hết. Trên bầu trời xanh biếc của vùng đồng bằng châu Phi, một nhóm kền kền lượn vòng cao trên không trung. Đôi mắt sắc bén của chúng không bỏ sót một chi tiết nào bên dưới. Những sinh vật kỳ lạ này, với dáng vẻ có phần dữ tợn và đôi cánh rộng, từ lâu đã bị hiểu lầm là những kẻ mang lại cái chết. Nhưng đằng sau vẻ ngoài có phần ghê gớm ấy, kình kền thật ra là những nhà tái chế tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên. Kình kền thuộc hai họ chính, Cathartidae, kình kền tân thế giới, và Accipitridae, kình kền cũ thế giới. Mặc dù có hai họ khác nhau, chúng lại chia sẻ nhiều điểm tương đồng về cách sống và vai trò trong tự nhiên. Kền kền tân thế giới chủ yếu được tìm thấy ở châu Mỹ. Trong đó, kền kền Thổ Nhĩ Kỳ, Cathartes aura, là loài phổ biến nhất. Còn kền kền cụ thế giới sống ở châu Phi, châu Âu và châu Á, với loài kền kền Rupel và kền kền Riffong là những đại diện nổi bật. Điều đặc biệt về kền kền là kích thước lớn và đôi cánh khổng lồ. Với rãnh cánh có thể dài tới 3 mét, chúng là một trong những loài chim lớn nhất còn tồn tại. Tuy thân hình nặng nề, nhưng nhờ đôi cánh rộng và dáng bay uyển chuyển giúp chúng bay lượn hàng giờ trên không trung mà không cần đập cánh nhiều, giúp tiết kiệm năng lượng trong việc tìm kiếm thức ăn. Kền kền không phải là những kẻ săn mồi như đại bàng hay diều hâu. Thay vào đó, chúng chủ yếu ăn xác thối. Với chiếc mỏ sắc nhọn nhưng lại không quá khỏe để giết con mồi, kền kền dựa vào những xác chết đã có sẵn trong tự nhiên. Nhưng đừng hiểu nhầm, loài kền kền đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi việc ăn xác thối giúp dọn sạch môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh và sự phát triển của vi khuẩn. Một ngày nọ, một nhóm kền kền phát hiện một con linh dương đã chết sau khi bị sư tử tấn công. Ngay lập tức, những con kền kền lao xuống, đánh chén bữa tiệc đã bày sẵn. Tuy nhiên, điều đặc biệt là chúng không chỉ ăn phần thịt, mà còn ăn những phần đã thối rữa, điều mà rất ít loài động vật khác dám làm. Nhưng làm sao kền kền có thể ăn thức ăn đã nhiễm vi khuẩn mà không mắc bệnh? Bí mật nằm ở hệ thống tiêu hóa đặc biệt của chúng. Dạ dày của kền kền có chứa axit mạnh đến mức có thể tiêu diệt hầu hết các vi khuẩn và virus, bao gồm cả vi khuẩn bệnh than hay virus bệnh dại. Điều này cho phép chúng xử lý các loại thức ăn cực kỳ nguy hiểm mà không lo bị nhiễm trùng. Ngoài ra, kền kền còn có một cách giữ vệ sinh độc đáo. Do thường xuyên phải tiếp xúc với xác chết và vi khuẩn, chúng có thói quen đi tiểu lên đôi chân của mình. Mặc dù hành vi này có vẻ kỳ lạ, nhưng nó thực sự giúp chúng khử trùng đôi chân, ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn. Từ độ cao hàng trăm mét, đôi mắt của kền kền có thể quan sát một vùng rộng lớn. Kền kền có thị lực cực tốt, gấp nhiều lần so với con người. Chúng có thể phát hiện một xác chết từ rất xa, thậm chí từ trên cao hơn 1 km. Điều này giúp chúng trở thành những nhà săn tìm xác thối hiệu quả bậc nhất. Kền kền không chỉ phụ thuộc vào đôi mắt. Một số loài, đặc biệt là kền kền tân thế giới như kền kền Thổ Nhĩ Kỳ, còn sử dụng khứu giác để tìm kiếm thức ăn.
Chúng có khả năng phát hiện mùi khí ethyl mercaptan, một hợp chất được sinh ra từ xác chết trong quá trình phân hủy. Điều này là vô cùng độc đáo, bởi rất ít loài chim sử dụng khứu giác để săn tìm thức ăn. Kền không chỉ là những người dọn vệ sinh, mà còn đóng vai trò bảo vệ hệ sinh thái khỏi các mầm bệnh. Khi chúng ăn xác chết, chúng tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus nguy hiểm, ngăn không cho chúng phát tán vào môi trường. Nếu không có kền, các loại xác chết sẽ tích tụ, tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan giữa các loài động vật và thậm chí là cả con người. Ở châu Phi, nơi mà kền thường ăn những xác chết của động vật lớn như linh dương, hươu cao cổ hay thậm chí là voi, giúp chúng ngăn ngừa sự bùng phát của các bệnh nguy hiểm như than và dại. Tuy nhiên, vai trò của chúng không chỉ dừng lại ở đó. Bằng cách tiêu thụ xác chết, kền cũng giúp hạn chế số lượng loài ăn xác khác như chó rừng hay linh cẩu, từ đó duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái. Dù quan trọng như vậy, nhưng kền lại đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa nghiêm trọng. Ở Ấn Độ, nơi mà kền từng đóng vai trò quan trọng trong việc dọn dẹp xác chết gia súc, chúng đã giảm tới 97% trong vài thập kỷ qua. Nguyên nhân chủ yếu là do con người sử dụng diclofenac, một loại thuốc chống viêm dành cho gia súc. Nhưng khi kền ăn phải xác gia súc đã dùng thuốc này, chúng bị ngộ độc và chết. Không chỉ có thuốc độc, săn bắn bất hợp pháp và mất môi trường sống cũng đang đe dọa nhiều loài kền trên khắp thế giới. Ở một số nơi, con người còn đầu độc các loài thú ăn thịt lớn như sư tử hoặc chó rừng để bảo vệ gia súc của mình. Và khi kền ăn phải những xác chết bị đầu độc này, chúng cũng không thoát khỏi số phận bi thảm. Nhận thấy vai trò quan trọng của kền trong hệ sinh thái, nhiều tổ chức bảo tồn trên thế giới đã thực hiện các chương trình bảo tồn kền. Ở Ấn Độ, việc sử dụng diclofenac đã bị cấm và các khu bảo tồn đặc biệt đã được thành lập để bảo vệ loài chim này. Ở châu Phi, các chương trình giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của kền cũng đang được triển khai. Các khu vực bảo tồn và vườn quốc gia đang dần trở thành những nơi an toàn cho kền, giúp chúng tìm kiếm thức ăn và sinh sản mà không bị con người đe dọa. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, kền vẫn là loài chim có khả năng thích nghi tốt và có thể tồn tại nếu được bảo vệ đúng cách. Với những nỗ lực bảo tồn hiện tại, hy vọng rằng những nhà tái chế bầu trời này sẽ tiếp tục tồn tại và đóng góp vào sự cân bằng của hệ sinh thái. Từ trên cao, những con kền vẫn tiếp tục bay lượn, quan sát thế giới bên dưới. Chúng không chỉ là biểu tượng của cái chết, mà còn là biểu tượng của sự sống của một hệ sinh thái cân bằng và khỏe mạnh. Khi chúng lao xuống và ăn xác chết, chúng không chỉ làm sạch môi trường, mà còn đóng vai trò như những người bảo vệ vô hình, ngăn chặn sự lây lan của bệnh tật và duy trì trật tự tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mời các bạn nhấn subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể gặp nhau trong những chủ đề tiếp theo.